Vâng, như vậy là AC. Vâng, AC đến từ vâng AC Yamato. AC Yamato là quân bên phía của vâng bên phía của đội mình. Đó là 97. Vâng, bái quả đầu thì cũng gọi là ổn là đẹp. ACA không biết quân đội bạn là gì, bọn em vẫn chưa thể gọi là đá hình nhanh được. Vâng, như vậy quân bên phía đội bạn nhận lại dường như là Miwan và IA. Vâng, như vậy là bên kia có thể sẽ là Miwan đánh cung A. Thì có thể là đối đầu được lại, nhưng bên này là cung AC. Cung AC cũng không phải xoắn. Vâng, bãi hiêu đầu vâng hơi tan nát một chút, nhưng không biết là mấy con đây. Vậy là 24. Vâng, bãi hiêu đầu là bãi hiêu 5 dành cho game thủ chữ bệnh. Trong khi đó thì người cầm Yamato trong trận thi đấu này đó là U97. Bên kia thì cũng có một IA, một Meowan. Vâng, ba cánh rừng ở ba góc là cái hình tam giác. Bãi hiêu đầu đang được cái thủ chuyên mệnh cố gắng dắt về nhà chính, lùa về vâng đây rồi, đôi vòi rồi. Vâng, càng giò thì đồ của chuyên mệnh trong trận thi đấu này càng tươi mát. Chúng ta cũng đến với màn hình của game thủ U97. Thôi. Bái quả phụ luôn cả đôi vòi. Vâng, năm sắc hiệu đã nằm ở nhà chính rồi. Không biết trận này thì anh sẽ kích với bao nhiêu lại IA nữa. Thì thôi. Vâng, thấy bãi quả phụ lại còn thấy đôi vòi. Quay về nhà chính lại thấy thêm cả 5 con 6 con hiệu nằm. Bãi hiệu 7 giáp được 6 hiệu về nhà. Quá thơm cho U97 trong trận thi đấu này. Chắc là một con kia chắc là khoảng tí nữa là dắt về luôn thôi. Bây giờ chỉ dò thế nhà không nhà và đi chém cho game thủ chuyên mệnh có thể nở tham AC to trong trận thi đấu này thôi. Gặp Miwan thì tươi. Thiết kế cái S đầu tiên, lùa luôn con hiệu thứ 7 này về thôi. Gọi là cung chém trong cái trận thi đấu thứ 3, thi đấu thứ 2 này là như vậy là 3-1 cho chém. Vâng, chỉ có một cung AC thôi. Vâng, lực của game thủ 97 là rất khỏe trong trận thi đấu này. Yeah. Chém rẻ. Rồi lại nhà lại giàu này nữa. Anh sẽ đánh với 22 hay là 23 dân đây. Vâng, 22 dân, 23 dân. Kích ở 7 tròn. Vâng, 23 dần kích 7 tròn. Bây giờ thì sẽ có lẽ sẽ là một trận thi đấu mà gần như là đầu 9, hơn như là đầu 9 là cuối. Đầu 9 chắc chắn đến từ game thủ U97 rồi. Vâng, ngày hôm nay thì trên kênh sóng khác của Indy cũng đang diễn ra trận đấu giữa No 1 Chip Boy đối đầu với Gunny, cùng với đó là anh chàng vô danh, một game thủ top 1 đến từ AOE Thanh Hóa. Và chúng ta hãy cùng đến với màn hình của Truy Mệnh xem anh như nào rồi. Vẫn đang xem tham. Vâng, 26 dân đến từ Truy Mệnh. Vâng, nhà lực có vẻ như khá khỏe. Đây rồi, đôi vòi vẫn chưa thấy ăn mà đang ăn hiêu. Bây giờ cắt dần dần vào đóng thêm một S đây nữa là ăn gỗ nữa là tươi. Cái rừng càng sâu và càng tốt. Đây rồi, chúng ta trở lại với màn hình chính và game của game thủ 97. Người sẽ chém chủ lực trận thi đấu này thôi. Vâng, sẽ là trận thi đấu mà U97 sẽ kích ở 9x, vâng 93x, vâng 934 với 23 dần. Một trận thi đấu kích khá sớm và đào vàng thôi. Lực là khá khỏe trong trận thi đấu này dành cho game thủ U97. Vâng, như vậy là hình như là nhà của game thủ tiểu bàn tàu sẽ nằm ở góc 9 giờ. Khi mà cái xe giò vâng cẩn thận là ở bãi quả. U97 có để ý không?
có vẻ như là cũng khá gần nhà của đội U97 trong trận thi đấu này. Khoảng 2, 4, 6 nông dân. Vâng, như vậy là một trận thi đấu mà nhà của game thủ U97 là gần tiểu Màn Thầu. Vậy là hai IA gặp nhau. Vẫn chưa thấy những con nông dân của game thủ tiểu Màn Thầu. Đây, đây rồi, bãi gỗ đây rồi. Vâng, giờ là đã có công thủ, đã có công đấu giáp. Vâng, nhưng mà phía bên này thì cũng có một giò đến từ tiểu Màn Thầu khá rất giáp. Vâng, cẩn thận bỏ về bãi vàng lại. Vâng, ăn được một dân của tiểu Màn Thầu rồi, tươi rồi, chờ chém ra thôi, nâng bánh xe. Tôi bảo rồi, bỏ cái bãi vàng này lại có phải tươi không? Vâng, thủ một phù cho nó chắc, cẩn thận con giò. Vâng, hai nông dân rồi. Ơ, vẩy e kìa, vẩy e kìa, vẩy e, cẩn thận, đúng rồi. Nhưng mà phía bên này thì tiểu Màn Thầu cũng đã lùi về và bo e được. Không biết là cái bãi gỗ này đã kín hay chưa thôi. Vâng, như vậy là một trận thi đấu mà lực của game thủ U97 khá khỏe. Và anh quyết định đó là châu phù, công phù, công phù vào nhà của game thủ tiểu Màn Thầu. Nhưng bây giờ thì vậy e, phù được thì tươi, phù được không? Vâng không, hơi đen cho anh rồi. Bây giờ thì đâm thẳng lên góc 12 giờ để chém vào nhà của game thủ xi măng. Vâng, chỉ cần chém được làm mất tay rồi. Như vậy là xi măng vẫn chưa lên được đời 3, vừa mới lên xong, chưa thể lên bánh xe được rồi. Vậy e, có vậy e rất nhanh đến từ xi măng, nhưng mà có cung tê quá khó chịu đến từ truy mệnh. Và resize tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ 3 này. Một trận thi đấu mà chưa phải chém nhiều, và thậm chí là nhà của game thủ truy mệnh vẫn chưa ai đụng vào cả. Một trận thi đấu mà cả hai game thủ đến ở trong trận thi đấu này, đó là truy mệnh và U97. Một trận chiến thắng khá dễ dàng. Một trận đấu mà U97 kích ở 93X, một cái đời rất sớm với 23 dân. Và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ 4 trong trận đấu thứ 3.